Xin chào các bạn nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ có một cái video hướng dẫn cho các bạn đang làm YouTube trên điện thoại, đó là làm cách nào để tạo ra được một đoạn intro bằng điện thoại mà nhanh nhất, đơn giản nhất, không tốn thời gian. Thì ở đây, trước khi vào cái video này thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ cho mình phát triển nội dung nha, tại vì kênh của mình còn rất là mới. Thì đầu tiên các bạn muốn làm thì lên Sharp Play và tìm cho mình cái ứng dụng tên là Intro Marker trên cùng này. Thì sau khi các bạn sẽ chọn cái này đó. Ở đây mình đã tải về rồi, Intro Marker Basic Intro Video, thì mình đã tải về rồi thì mình sẽ mở nó lên. Thì mình nói sơ qua về cái ứng dụng này cho các bạn. Thì cái ứng dụng này nó rất là hay ở chỗ là nó có quá nhiều mẫu luôn, nó có rất là nhiều mẫu, vừa miễn phí vừa pro là phải trả phí. Tuy nhiên thì ở cái mức độ các bạn sử dụng để làm YouTube trên điện thoại thì mình nghĩ là ở cái mức độ miễn phí là đã quá đủ rồi. Thì ở đây mình sẽ cho các bạn xem, nó có rất là nhiều chủ đề như là phổ biến này, game này, có cả video outro luôn này, là video ở cuối đoạn video sẽ có một cái đoạn kết thúc đó để cảm ơn rồi giới thiệu các video khác đó. Có rất là nhiều chủ đề đơn giản này, cuộc sống này, thể thao này, rất là nhiều. Thì ở đây mình sẽ chọn thử một cái chủ đề nào đó cho các bạn. Ở đây mình xem nào. Ok, mình sẽ chọn thử cái chủ đề này đi, sport này, thể thao này đi. Mình sẽ tải định dạng nó về. Ở một số video nó sẽ có định dạng 1080p nhưng một số video chỉ có ở 480 thì các bạn có thể tìm nó. Ở đây mình sẽ tiến hành tải về. Nó cũng rất là nhanh thôi, phụ thuộc vào wifi thôi. Ok. Thì bây giờ sau khi mình đã tải về rồi thì mình sẽ chạy thử. Wow, cái video này khá là dài nhưng mà mình thấy khá là hay đó. Thì có đầu tiên mình vào đây thì mình sẽ thấy cái phần xúc tích này, là cái phần cái tiêu đề đó. Mình có thể thay thế cái tiêu đề bằng cách nhấn vào đây. Thì ở đây mình sẽ thay thế nó đó, mình nhấn vào để thay thế. Ví dụ mình chọn K98 Garmin đi. Ok. Đấy, mình sẽ nhấn. Ở đây nó sẽ có rất là nhiều các chủ đề, có rất nhiều phông chữ cho các bạn chọn ở bên này nữa đó, màu chữ này, viền chữ này, phông chữ này. Thì ở đây mình để mặc định thì mình chọn ok rồi. Ok, mình sẽ chạy thử đó, các bạn có thể thấy ở đây nó sẽ có thêm một cái đoạn chữ nữa. Thì mình chưa biết viết như thế nào thì thôi mình viết tạm ở đây cho các bạn xem thử, là ví dụ mình viết xin chào đi. Đấy. Ok. Ok. Chạy thử. Trông khá là ổn. Ok. Trông khá là ổn rồi. Thì sau khi ấy thì mình sẽ thêm nhạc vào. Bây giờ mình sẽ thêm nhạc vào. Ở đây có rất là nhiều chủ đề nha các bạn. Thì mình sẽ chọn thử một chủ đề ở trên, ví dụ như DC đi, mình sẽ nhấn vào nút cộng bên này. Đấy, nó sẽ thêm vào và mình sẽ cho nó chạy thử. Ok, mình thấy ổn rồi. Nếu mình đã thấy ổn rồi thì mình có thể nhấn vào nút hoàn thành ở phía trên này. Ok, video nó sẽ được lưu. Và video nó sẽ lưu về máy của bạn luôn. Ok, sau khi đã hoàn thành nhấn vào lưu thì nó sẽ nằm ở trong mục bộ sưu tập nha các bạn. Như việc vào trong bộ sưu tập là sẽ thấy nó ở đây. Đây. Và mình xin lưu ý là cái ứng dụng này, nó ở cái bản miễn phí nó sẽ có cái hình mờ của logo ở đây. Thì nếu các bạn không muốn cái logo các bạn có thể trả phí. Tuy nhiên mình có thể giới thiệu cho các bạn thêm nhiều cái ứng dụng miễn phí khác mà không hề có cái hình mờ ở đây. Thì mình sẽ đặt cái đường link bên dưới cho các bạn. Và mình cũng mong các bạn sẽ nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Thì chúc các bạn thành công nhé.